nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách. Buổi chiều đẹp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn biệt thự vườn và một dãy trọ cộng với hai kiosk mặt tiền đường kinh doanh buôn bán quý vị nha. Căn biệt thự hôm nay mình giới thiệu cho quý vị có diện tích đất chiều ngang của nhà này là chiều ngang 20m, chiều dài 22m quý vị nha. Tổng diện tích là 428m2 ở trên sổ. Được chủ nhà xây một căn biệt thự vườn ở bên đây. Và phía bên phải thì chủ nhà xây một dãy trọ cộng với hai kiosk. Dãy trọ có 4 phòng trọ và hai kiosk đang cho thu nhập mỗi tháng là 11 triệu đồng, còn hai kiosk thì bên chủ nhà kinh doanh luôn. Nhà này có đường phía trước rộng 8m, ở đây đang đổ nhựa quý vị nhé. Vị trí đổ nhựa đến đây rồi, cách nhà mình tầm khoảng 30m thôi là trải nhựa tới đây rồi quý vị này. Đây, phía trước cho xe máy màu xanh là đường nhựa rồi quý vị nhé. Căn nhà hôm nay mình giới thiệu cho quý vị có địa chỉ tại phường Tân Phước Khánh thuộc thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Mình xem cái dãy trọ bên đây rồi mình quay lại xem căn nhà sau quý vị này. Bốn phòng trọ ở trong đây. Bây giờ mời quý vị vào trong tham quan chi tiết ở trong. Đây là view sân phía trước này. Và chủ nhà thiết kế thì mình có xe hơi thì mình chạy vào trong đây quý vị nhé. Tuy nhiên chủ nhà làm view sân vườn để trồng cây ở đây. Đây là khu vực view sân vườn. Căn biệt thự này chủ nhà xây diện tích đất chiều ngang tầm khoảng 13 mét quý vị. Đây là bên hông của căn biệt thự quý vị này. View sân ở đây quý vị nha, view sân vườn. Phía sau đây chủ nhà trồng cây cảnh, trồng lan ở khu vực này. Và tất cả đồ gỗ của nhà này thì đều được chủ nhà làm gỗ gõ đỏ quý vị. Phía sau đây chủ nhà để sân xe máy ở ngoài đây quý vị nhé. Và chủ nhà có lợp mái che rồi ở khu vực này. Thì mình xem hết khu vực ở ngoài, mình sẽ vào trong quay ở trong cho quý vị xem. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem. Căn biệt thự một trệt một lầu, trên cùng chủ nhà lợp ngói Thái quý vị, mặt tiền mái Thái hình chữ A. Phía trước thì chủ nhà xây hai cột vuông lớn, được chủ nhà ốp đá hoa cương kim sa. Cửa chính cũng như cửa phụ thì được chủ nhà làm chất liệu gỗ đỏ quý vị nhé. Và giá căn nhà thì đang được chính chủ ở bên nhà đất Hồng Sơn chào bán với mức giá là 13 tỷ 500 triệu đồng. Giá này chủ nhà sẽ để lại một số nội thất cho quý vị khi mua về ở căn nhà này. Khu vực phòng khách phía trên là trần, chủ nhà đi trần trơn luôn quý vị, không có đi thạch cao nhé. Từ đường gân đường chỉ được bên thợ xây rất là sắc nét. Và tất cả hệ thống tường của nhà này thì đều được chủ nhà xịt tường 20. Cửa sổ thì được chủ nhà làm cửa hai lớp quý vị nhé. Từ góc nhìn này thì mình nhìn thấy này, khu vực phòng khách khá là rộng luôn. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn qua số điện thoại 0983 155 009. Hẹn gặp mình ở ngã tư Miếu Ông Cù. Mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Vì nhà này có địa chỉ tại phường Tân Phước Khánh thuộc thành phố Tân Uyên. Tuy nhiên giáp danh với thành phố Thuận An, gần với ngã tư Miếu Ông Cù, chợ Phú Phong. Ở đây thì mình có một cái cửa hậu đi bên hông đây quý vị nhé. Và ở đây thì có khu vực bộ bàn ghế ăn, 8 ghế ở đây. Phía sau là khu vực phòng bếp.
Bếp ở đây thì có bếp chính và bếp phụ được ngăn cách bằng một cái quầy bar, và chủ nhà kê rượu khu vực cái quầy bar này. Phía sau thì có phòng vệ sinh ở tầng trệt quý vị. Phòng vệ sinh ở đây rất là lớn nhá. Phòng vệ sinh được chủ nhà ốp gạch lên tới trên luôn. Tổng nhà này có 3 phòng ngủ. Lầu trên 3 phòng, lầu dưới 1 phòng là 4 phòng ngủ và có 2 phòng vệ sinh quý vị. Chủ nhà dùng phòng vệ sinh ở ngoài hết quý vị nhá. Đây có phòng ngủ tầng trệt này. Phòng ngủ này khá là rộng quý vị nhá. Có giường, bàn đêm, bàn trang điểm, dàn tủ áo đầy đủ hết. Đây là một căn nhà chính chủ thiết kế xây để ở, không có nhu cầu bán. Tuy nhiên do điều kiện công việc và kinh doanh, chủ nhà cần bán căn nhà cho anh chị nào có nhu cầu mua ở thật sự mà tiếp cận được căn nhà xây chắc chắn như thế này thì hãy liên hệ cho nhà đất Hồng Sơn để đi xem trực tiếp. Mình có căn biệt thự vừa ở và có giấy trọ kế bên, có thêm 2 kiosk, có thu nhập hàng tháng. Lên lầu trên, ở đây có phòng ngủ đầu tiên ở trên quý vị nha. Lầu trên này có 3 phòng ngủ nữa. Tổng nhà này có 4 phòng ngủ và phòng thờ rộng. Và bên đây có cửa ra khu vực ban công. Và cái phòng ngủ này rất là rộng quý vị này. Phòng ngủ này cực kỳ rộng luôn nha. Phòng ngủ rất là rộng luôn. Nhà này thì không có phòng vệ sinh riêng trong phòng quý vị, chủ nhà thiết kế đi phòng vệ sinh ngoài hết quý vị nhá. Đây là cái phòng ngủ thứ tư của căn nhà rồi quý vị. Nhà 4 phòng ngủ này. Và đây có cái phòng vệ sinh kê máy giặt ở đây. Nhà này thì quý vị có thể kê máy giặt phơi đồ ở khu vực tầng trệt như hồi nãy Hồng Sơn thấy. Phòng này thì rất là rộng rồi, có bồn tắm nằm luôn quý vị. Phía trước đây là phòng thờ quý vị nha. Phòng thờ này cũng khá là rộng, mình chỉ quay ở dưới chân thôi. Hệ thống cửa được chủ nhà làm à, cửa gỗ có đỏ hết. Và từ góc nhìn này mình nhìn xuống con đường phía trước rất là kỹ này. Đó, view sân vườn phía trước này. Video của Hồng Sơn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem. Quý vị nhớ lưu số điện thoại Hồng Sơn để đi xem nhà, alo cho Hồng Sơn nhé.